Vâng, bình luận viên Cường Ly chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với trận vòng bảng cuối cùng của bảng A giữa Dịch Thuật và đội Lam Miệt. Có Lam Miệt với có 3 ngoại binh gồm có Mai Anh Chiến và Lưu Quốc Cường. Và đội Dịch Thuật thì như mọi người đã biết rồi, thì nguyên một đội hình đi thi đấu rất quen thuộc, gồm có Đình Vũ, Công Toàn, Hải Nam, Libero AK4 mùa và Lê Tùng Lâm. Và xin chào mọi người chia sẻ lên các trang nhóm bóng truyền để cho mọi người cùng xem giải An Động mở rộng. Chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8. Buổi chiều hôm nay sẽ diễn ra nốt các trận vòng bảng và sau đó sẽ đánh bán kết. Vâng, phát bóng là Lê Tùng Lâm, rất tiếc là bóng đi ra ngoài. Vâng, do bảng điểm cất hơi sâu, đâm ra là không thể đọc được điểm. Vâng, thời tiết rất nắng, đâm ra là trọng tài rồi, đến trọng tài bàn, trọng tài biên, tất cả đều ngồi ở trên hết rồi. Bây giờ chỉ có các cầu thủ là ở dưới thôi. Vâng, Đình Vũ, bóng vẫn còn. Vâng, Đình Vũ, vâng, nhét bóng rồi. Bóng vẫn còn. Vâng, như vậy là trọng tài bắt lỗi Lưu Quốc Cường bốc bóng. Vâng, phát bóng bây giờ là AK4 mùa. Ai đây? Lưu Quốc Cường, vâng, rất tiếc là không qua được tay chắn của Công Toàn. Phát bóng là Lê Tùng Lâm. Tất cả các trận vòng bảng là chỉ đánh tới 31 thôi. À, bóng liếm vạch rồi. Một pha bỏ bóng rất khôn khéo đến từ Lê Tùng Lâm. À, như vậy là trọng tài quyết định là bóng cho Dịch Thuật 1-2-3. Vâng, đội Lam Miệt ngoại binh cũng rất ghê gớm. Vâng, vừa nói tới ngoại binh thì anh đã lập một cú ném bom. Bóng vỡ sân rồi. Vâng, phát bóng bây giờ là Mai Anh Chiến. Ai đây? Lê Tùng Lâm rồi. Bóng vẫn còn. À, như vậy là bóng đã chạm tới chắn rồi. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Vâng, ai đây? Vâng, thời tiết rất nắng nóng. Hải Nam. Vâng, như vậy là bóng đi ra ngoài. Theo tôi tình huống đấy thì bóng đã chạm tay, nhưng mà điểm cho Lam Miệt. Phát bóng là Việt Dũng. Vâng, rất tiếc là anh phát bóng đi ra ngoài. Điểm bây giờ bao nhiêu rồi cũng không biết, do trọng tài biên ngồi, mấy trọng tài bàn ngồi núp tít bên trong không thể nhìn được điểm. Đình Vũ, vâng, rất tốt. Ai đây? Vâng, khóe chắn rồi, anh đập rất lực. Như vậy là điểm 69. Phát bóng là Mai Chiến. Đình Vũ, vâng, bóng trong sân. Phát bóng là Lê Tùng Lâm. Vâng, anh phát bóng khai thác luôn đúng chủ công. Tình huống đấy có thể bỏ là bóng ra ngoài. Vâng, phát bóng là Ibero như mùa, bóng ngoài rồi. Điểm bây giờ là 79. Lê Tùng Lâm, Đình Vũ. Vâng, rất tiếc là không qua được tay chắn của Lam Việt. Điểm bây giờ là 68. Vâng, giải hôm nay rất nhiều ngoại binh. Vâng, Đình Vũ đập có những cái pha bóng phải nói là rất uy lực. Bóng tóe chắn đi ra ngoài. Vâng, xin chào cô Trang Bé. Vâng, phát bóng bây giờ là Tùng Lâm. Vâng, bước một tốt rồi, ai đây? Vâng, rất khó. Vâng, tôi tưởng là một pha bỏ chắn đến từ Lưu Quốc Cường, nhưng mà anh vẫn theo được.
điểm cho Dịch Thuật rồi. Phát bóng là AK Như Mùa. Vâng, ai đây chắc là Lưu Quốc Cường thôi. Vâng, rất tiếc bóng không qua lưới. Thời tiết rất nắng. Các cầu thủ ra bây giờ chỉ có cháy hết người thôi. Vâng, mọi người chia sẻ mạnh tay lên. Ai đây? Pha bỏ long ma lang ngoang hết cả. Vâng, bóng vẫn còn. Như vậy là trọng tài bắt lỗi bốc bóng rồi. Vâng, điểm cho Dịch Thuật không biết là mười mấy rồi. Vâng, bóng ra ngoài. Vâng, như vậy là lỗi chắn rồi. Rất khó. Vâng, bóng vẫn còn. Bùng. Vâng. Như vậy là trọng tài cho rằng bóng đã chạm tay chắn đi ra ngoài. Điểm cho Lam Miệt. Vâng, xin chào mọi người. Chào tất cả mọi người đang xem. Ai đây? Hải Nam, bóng vẫn còn. Vâng, rất tốt. Ai đây? Lê Tùng Lâm. Vâng. Một pha nhét bóng hay đến từ Đình Vũ. Vâng, cầu thủ có biệt danh là Trần Lò Xo. Nhún bật như lò xo, anh không cần lấy đà. Ai đây? Vâng, bóng vẫn còn. Lê Tùng Lâm. Vâng. Vâng, rất tiếc. Thủ bóng đi ra ngoài. Điểm lại cho Dịch Thuật 1-2-3. Vâng, bóng rất lực. Không thể qua được hàng chắn của Hải Nam và Công Toàn. Vâng, sân ba sân mà. Thời tiết rất nắng nóng. Khả năng không biết có được giải không, nhưng mà khả năng rất cao là không đủ tiền mua thuốc mất. Cái thời tiết này 38-37 độ này. Vâng, em chào chị Lương nhé. Vâng, bóng đi ra ngoài. Khả năng là sang trận sau tôi sẽ đổi góc quay thôi, bởi vì góc quay này là không nhìn được điểm, đâm ra là không thể đọc được. Vâng. Một pha dẫm vạch lên từ Lê Tùng Lâm. Điểm cho Lam Miệt. Vâng, Hải Nam đúng là cái tay chiêu rất lợi hại. Vâng, thời tiết rất nắng nóng. Sau tí sang bên đấy. Không thể đọc được điểm. Bên này không nhìn được điểm. Vâng. Một pha cầu nhanh rất tốt đến từ Lê Tùng Lâm. Vâng, xin chào mọi người chia sẻ lên các trang nhóm bóng chuyền để cho mọi người cùng xem giải An Động mở rộng. Vâng, bên sân bên tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn sẽ diễn ra giữa đội Phương Cầu và khu Thái Bảo. Vâng, trận sau sẽ là Trụ Ổ và Xuân Hậu.